Khoảnh khắc nào thơ dài bỏ ta đi Trích nếu biết trong năm là hữu hạn Tác giả Phạm Lữ Ân Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình Nơi chính em cũng chưa từng bước tới Khi xem xong bộ phim Juno Mấy cô cháu của tôi hỉ hả khen Kết thúc phim thật có hậu, thật nhân bản Riêng chị tôi ngồi trầm ngâm giữa đám con gái Bộ phim đúng là thực tế một cách hài hước Khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ về cách ứng xử của mình với con cái lỡ lầm Nhưng sự mãn nguyện của các cô gái với kết thúc phim đã khiến chị bâng khoăn trong bộ phim juno và cậu bạn trai người mẹ và người cha bất đắc dĩ sau những năm tháng quay cuồng đã trở lại con đường của mình và tiếp tục cuộc đời còn mở rộng của họ đứa trẻ được ra đời lớn lên dưới tình yêu thương của một người mẹ khác và có thể sẽ hạnh phúc và juno sẽ không mang gánh nặng của sự ăn năn như nhiều cô gái khác. Cháu gái tôi nhắc lại một mẫu tin trên báo rằng vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, có hơn 3.000 người đã đến chùa Từ quan ở Sài Gòn để cầu siêu sám hối vì trót phá bỏ hoặc không thể giữ được sự sống cho hơn 5.000 thai nhi. Cô nói, trong số đó hẳn có nhiều người ước mình từng lựa chọn và được lựa chọn như juno chị tôi lặng im một hồi lâu rồi thốt lên rằng bộ phim đã bỏ qua một điều rất quan trọng vô cùng quan trọng đó là những vết thương lòng juno và bạn trai dù muốn hay không dù nhớ hay quên thì họ cũng đã là một người mẹ và một người cha với cô bé và cậu bé cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng chắc rằng juno đã mang trong tim mình một vết thương lòng cô có thể quên nó trong đoạn đời còn trẻ và vô tư lự nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ tấy lên khi cô đã là một người mẹ thật sự và có những đứa con khác và khi vết thương ấy rỉ máu trở lại nó không bao giờ lành nữa hãy hỏi những người mẹ họ sẽ nói việc có một đứa con ngoài ý muốn và để nó rời khỏi mình theo bất cứ cách nào đều là một vết thương lòng những vết thương lòng của ký ức. Đôi khi chúng chỉ là một vết sẹo nhỏ, nhạt nhòa. Nhưng điều lạ lùng là chúng luôn có khả năng ngăn cản ta, cảm nhận niềm hạnh phúc của thực tại mà ta đáng được hưởng. Giống như bạn đang ăn một chén cơm gạo mới thơm ngon và cắn phải một hạt sàn nhỏ cảm giác của hai hàm răng khi cắn vỡ hạt sạn sẽ xóa đi cảm giác ngon miệng trước đó và sau đó. Thậm chí đôi khi ta nhớ cái cảm giác rạn vỡ đó suốt đời. Chúng ta vẫn đọc trên các diễn đàn và trên báo chí những tranh luận chưa bao giờ dứt về việc trao gửi thân xác trước hay sau hôn nhân. Đôi khi chúng ta cười như mếu trước khoảng cách xa lắc giữa những bài học đạo đức và dòng chảy thực tế của cuộc sống khi nào là sớm khi nào là muộn nếu bạn muốn nghe thì tôi sẽ nói cho bạn nghe điều tôi thực sự nghĩ đó là khi nào không quan trọng bằng với ai đây không phải là một bài học đạo đức mà là điều xảy ra trong thực tế hôm qua hôm nay và rất lâu sau nữa với ai đó là vấn đề có rất nhiều người tôi biết đã và đang cảm thấy hối hận không phải vì sau hay trước mà vì trao thân gửi phận không đúng người nghĩa là nếu đã nhầm người thì trước hay sau đám cưới đều khốn khổ như nhau. Khi 20 hay khi 30 tuổi đều xót xa như nhau. Từ góc nhìn của người ngoài, trao nhầm trước khi cưới thì đáng chê trách hơn. Nhưng với chính cuộc đời bạn, đôi khi trao nhầm sau khi cưới còn tệ hơn nhiều. Nếu chỉ không đúng thời điểm, có thể người ta sẽ nuối tiếc, nhưng không hối tiếc. Trái lại, nếu không đúng người, thì ở bất cứ thời điểm nào, người ta cũng sẽ hối tiếc. Vậy thì khi nào là đúng thời điểm? Khoảnh khắc nào là hoàn hảo để ta xa lìa thơ dạy? Phải chăng chỉ có một đáp án đúng duy nhất? Đêm tân hôn phải chăng trước luôn là sai lầm và sau luôn là tối thượng có người nghĩ rằng chỉ cần bước qua tuổi trẻ em và có đủ hiểu biết để ngăn ngừa việc cho ra đời một đứa trẻ ngoài ý muốn nghĩa là đã sẵn sàng để tiến đến nơi đó bờ cấm ranh giới mà ta vĩnh biệt thơ ngay nơi ta rũ bỏ mọi lớp áo khoác ngoài cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nơi ta tiến đến trước mặt người ấy chỉ với bản thể của ta chỉ ta trọn vẹn ta không gì khác nhưng không phải vậy sẵn sàng là khi ta đủ hiểu biết tin cậy và tôn trọng để ngăn ngừa những vết thương lòng khoảnh khắc ấy sẽ tuyệt diệu nếu có sự yêu thương và trân trọng với đối phương và với chính bản thân mình hoặc tối thiểu là sự tôn trọng đôi khi sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu bởi nếu có tình yêu mà thiếu sự tôn trọng thì vẫn không đủ nếu có đủ sự tôn trọng bạn sẽ biết và sẽ có nhu cầu học cách khiến điều đó trở nên tuyệt diệu ngược lại nếu thiếu sự tôn trọng đó sẽ chỉ là một trò chơi hay một trải nghiệm của sự đổi chác lừa dối ép buộc chiếm đoạt phục tùng cam chịu sợ hãi xem thường chán ghét và sẽ có ai đó tổn thương người ta nói nhiều về cảm xúc về cách ngừa thai về khoái cảm nhưng đôi khi người ta quên nói điều này Khoảnh khắc đó là thời điểm ta dễ bị tổn thương Khi không còn gì giấu giếm Cũng có nghĩa là không còn gì để tự bảo vệ Khi ta bộc lộ mình rõ nhất, thật nhất, trần trụi nhất Ấy là khi ta trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Điều đó đúng cho cả nam và nữ. Khi ta sẵn sàng ở vào trạng thái dễ bị tổn thương với ai đó, là bởi ta tin vào mối quan hệ sâu đậm. Khi ta trút hết lòng mình, cũng như khi ta trút hết sim y vậy, là bởi vì ta tin. Tuổi thơ ngay mãi mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định xa lìa nó, vào thời khắc nào đi chăng nữa, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó để đến một thiên đường khác, chứ không phải địa ngục. Và hãy chắc chắn rằng mình chọn đúng người bạn đồng hành. Nếu có bất cứ gần suy nghĩ nào rằng bạn chưa sẵn sàng, rằng bạn chưa đủ tôn trọng hay chưa nhận đủ sự tôn trọng, rằng bạn chưa đủ tin cậy và chưa được tin cậy đủ, thì hãy dừng lại. Chậm chậm thôi, không chỉ để đợi đúng lúc, mà đợi để biết chắc rằng ta gặp đúng người. Khi còn nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn. Ta muốn bước ngay vào thế giới mênh mông đó, cùng với những quyền vô hạn định. Nhưng sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Không ai có thể cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta sẽ phải được thành người lớn ấy. Khoảnh khắc ta trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ thật sự, trước sau gì cũng đến. Và cùng với nó là bình yên và sóng gió, hạnh phúc và đắng cay niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai dẳng. Những điều ta kỳ vọng và cả những điều ta không hề chờ đợi đều hứa hẹn sẽ đến theo. Còn những năm tháng ngày thơ dài xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi, vô phương níu kéo.